Huyền Thoại xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo Huyền Thoại nha. Hiện tại cô Hồ Mỹ của chú anh chị. Có hội vệ cả nhà, cô Mỹ vừa mới lên ha, thì phía bên trong thì cũng có thể là không cho YouTube lên nha cả nhà, tại vì bữa nay là trên là phòng trà sân khấu, còn nước nghệ sĩ nhiều lắm cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là mới có 6:30 cả nhà, mới 6:30 của chú anh chị. Hiện tại có một xe hơi này cô chú anh chị mà không biết ai này cô chú anh chị ơi. Một là chắc khán giả quá cả nhà. Hay thôi nghĩ là chắc cả khán giả. Xe đỏ nữa cô chú chị ơi, đỏ nữa, không biết ai luôn. Đây có một người mở cửa này cô chú anh chị. Đây là khán giả nha cả nhà. Không phải là nghệ sĩ. Có cô Phượng Hằng của chú anh chị, cô Phượng Hằng ha, đây cô Phượng Hằng của chú anh chị. Hello chị. Chào chị nha. Bạn cô thân yêu chị lên quá sớm luôn, trời nãy giờ bên trong nè. Tại vì chị mở màn chị phải đi sớm. Nè em biết sau lưng em nè, quá trời chưa. Vô đi con gái. Cô Phượng Hằng là lên lầu hay cả nhà. Còn rất nhiều nghệ sĩ nữa cô chú anh chị, thì cũng có thể là anh Kim Vĩnh Long, bất cứ là nữ ca là Minh Dương, khi nó thổi gỡ gặp cái poster lên ha, poster lên rất là nhiều nghệ sĩ một chú anh chị, khoảng để đến 8-9 giờ luôn, 10 giờ cũng có thể nữa. Hỏi đây quay nghệ sĩ cho cả nhà cùng xem ha. Hiện tại trời mưa luôn cô chú anh chị, thì cũng có còn rất là nghệ sĩ tới ha cả nhà. Thì tại giờ Thọ quay lên để chia sẻ với cô chú anh chị là trời đang mưa luôn, còn một chiếc xe tới cả nhà. Theo cả số là hồi nãy giờ là thấy là toàn là xe của khán giả cô chú anh chị, cũng chưa thấy xe của nghệ sĩ ha, tại vì còn sớm quá cô chú anh chị, giờ này mới 6:30 à, khoảng 7 giờ hoặc 8 giờ mới là chính thức ha. Thì là Thọ chỉ quay lên để chia sẻ với cô chú anh chị, mong cô chú anh chị xem là những nghệ sĩ, chú Minh Dương, cô Lệ Thủy, nói chung là nhiều lắm cô chú anh chị, nghệ sĩ gọi cạo không ha, cho có anh Kim Tử Long nữa. Đó, hiện tại bây giờ có quá trời taxi vô cô chú anh chị, lỗi xe hơi ha. Đó, mưa rất là lớn luôn cả nhà. Xe 71 nè, xe tới đây. Ai đâu đem dù ra? Mấy câu nào vậy không có ra nha, dù ra của chú anh chị. Mưa lớn luôn cả nhà ơi, mưa rất là lớn luôn cả nhà nè.
nhiều YouTube luôn cả nhà. Đó có mấy chị gái lại anh gái chị YouTube mà còn ở đây là khán giả và chờ như là fan của nghệ sĩ nào của chú anh chị thì lên chung ha. Nãy Thuận cũng quen cô ở Mỹ thì cũng vừa mới lên thì bây giờ thì những nghệ sĩ cô Phượng Hằng, còn nghệ sĩ tiếp theo Thuận sẽ bay lên cả nhà. Chắc đến tối chắc là hết cái đường xe hơi không cả nhà. Đây còn cái đường xe Honda là xuống hầm nha cả nhà. Đó, cái bảng xanh xanh này đó là xuống hầm dành cho xe Honda. Của chú anh chị là thấy quán nước không cả nhà. Đó, quán cà phê của chú anh chị vừa ai cắt nước lại ghé uống luôn ha. À cô một dầu của chú anh chị. À cô một dầu ha. Phòng trà cả nhà, phòng trà ha, bấm nghe bấm về bấm cho cô chào lên thang máy cả nhà. Hiện tại bây giờ càng ngày càng đông cả nhà. Đó bà con cô bác lại chú bác lại rất là đông luôn. Để Thoại quay chia sẻ với cô chú anh chị ha. Đó rất là nhiều luôn. Thì có anh hai bảo vệ thì nghệ sĩ tới thì ảnh dìu dắt lên phòng ha. Đó Thoại chia sẻ với cô chú anh chị ha. Thì có anh Kim Cái Long thì Thoại sẽ quay lên cả nhà. Thường anh Kim Bích Long khoảng là thường lúc trước Thoại đi quay với chú anh chị, anh Kim Bích Long là khoảng trước sớm nữa hoặc là 7:30 hoặc 8 giờ nia, mà chương trình diễn là 8 giờ nhưng mà anh Long thể là 7:30 hoặc 8 giờ cả nhà. Thoại chia sẻ của chú anh chị ha, có một chiếc xe hơi tới nên cả nhà. Thoại quay xa xa ra ha để cho chia sẻ cho họ. Đây chiếc xe hơi thêm một chiếc nữa của chú anh chị. Thoại nghĩ nãy giờ là xe khán giả không cả nhà, còn xe nghệ sĩ là Thoại một số Thoại biết là không biết cả nhà, với lại tiếng ồn mong cả nhà thông cảm nha cả nhà. Đây, đây khán giả này cả nhà. Còn rất nhiều nghệ sĩ luôn của chú anh chị. Hiện tại bây giờ là mưa, trời đang mưa, khán giả cũng rất là nhiệt tình vô xem vé xem văn nghệ luôn cả nhà. Đó hiện tại bây giờ là phía sau xe hơi rất là đông luôn của chú anh chị. Có một chiếc xe màu đen đen cả nhà, theo tôi nghĩ là xe nghệ sĩ cả nhà, và không biết là nghệ sĩ nào của chú anh chị. Thì của chú anh chị nào có xem kênh ủng hộ like đăng ký cả nhà để Thoại có động lực quay những nghệ sĩ như thế này cả nhà. Chú anh chị nào xem kênh của Thoại ủng hộ Thoại like đăng ký nha, để Thoại có động lực để quay chia sẻ đến cho chú anh chị. Đó mưa lực càng càng lớn luôn của chú chị ơi. Đó đây là một đây là
khán giả nha cả nhà. Đó, một cuộc khán giả vừa cũng vừa tới luôn. Đây một chiếc xe màu đen này cả nhà, khá là quen thuộc, chắc là xe khán giả quá cả nhà ơi. Xe biển 63 Tiền Giang cả nhà. Mưa quá thôi chú chị ơi, mưa ngày càng lớn ha cả nhà. Trời mưa lớn quá cô chú anh chị, thì mong cô chú anh chị ủng hộ thầu like ha. Hội cũng xin tạm dừng video cả nhà. Đến tối có nghệ sĩ nào nhiều thọ sẽ quay lên cả nhà, có thể là 3-4 nghệ sĩ của chú anh chị. Phải xin tạm dừng video ha, bye cô chú anh chị.